Thế giới đã bị đổi thay mãi mãi bởi một công nghệ mới, công nghệ hạt nhân. Hai siêu cường thống trị thế giới. Hai bên đối mặt với nhau trong tình trạng không chiến tranh, cũng không hòa bình. Đây là câu chuyện về chiến tranh lạnh, câu chuyện về một nút nhấn có thể dẫn đến sự hủy diệt toàn cầu. Cùng nhau chúng ta sẽ cứu hành tinh của mình, hoặc cùng nhau chúng ta sẽ diệt vong trong biển lửa. Rắc rối này giữa hai hệ thống chính trị đã khiến hàng triệu người đau khổ như thế nào? Gián điệp là một phần rất quan trọng của chiến tranh lạnh. Và một thế giới sống trong nỗi sợ hãi thường trực đã được tạo ra như thế nào? Trong tập phim này, Thế chiến thứ hai kết thúc. Nhưng kết quả không phải là hòa bình cho thế giới. Căng thẳng tăng cao, các lãnh thổ bị chiếm giữ. Vũ khí mới và biên giới mới đánh dấu sự khởi đầu của chiến tranh lạnh. The rise of the superpowers. Đức đầu hàng vào tháng 5 năm 1945, để lại Nhật Bản một mình chiến đấu với quân đồng minh. Sự hủy diệt khủng khiếp giáng xuống. Phi công Paul Tibbet lái chiếc máy bay Enola Gay, nơi từng có một thành phố thực sự bên dưới chúng tôi, nay không còn gì ở dưới đó. Nói cách khác, dưới đó là một mớ hỗn độn đang bốc khói. Gần như cả thành phố đã bị xóa sổ. Báo cáo cho biết 4 dặm vuông đã bị tàn phá hoàn toàn. Và đám mây phía trên nó đang cuộn cuộn đổ nhào, có thể thấy năng lượng thực sự bên trong nó. Thành phố Hiroshima, ngày 6 tháng 8 năm 1945, gần 70.000 người bị giết chết ngay lập tức, chỉ bằng một quả bom duy nhất. Cách đây không lâu, một máy bay Mỹ đã thả một quả bom xuống thành phố Hiroshima và phá hủy sự hữu dụng của thành phố này đối với kẻ thù. Quả bom đó có sức mạnh hơn 20.000 tấn thuốc nổ TNT. Ông ấy nhất quyết không sử dụng quân đội ở Nhật Bản, nên đã quyết định ném bom nguyên tử. Có nhiều hơn để đến. Đó là quả bom nguyên tử nổ ở Nagasaki. Tất cả quý vị khi xem những bức ảnh này có thể tự đánh giá mức độ đe dọa nền văn minh của loại vũ khí mới này. Đó là sự khai thác sức mạnh cơ bản của vũ trụ. Năng lượng đã được mặt trời giải phóng để chống lại những kẻ gây chiến tranh ở vùng Viễn Đông. Quả bom đã được sử dụng trên con người. Hai lần. Đã xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô thế giới toàn cầu, nên tôi nghĩ việc có một lập luận rất mạnh mẽ rằng việc sử dụng những vũ khí đó để kết thúc chiến tranh nhanh hơn mà không phải giải quyết bằng chiến tranh xâm lược thông thường vào Nhật Bản là chính đáng. Nước Mỹ ăn mừng siêu vũ khí mới. Họ là quốc gia duy nhất sở hữu quả bom. Một cái gì đó khủng khiếp đã được phát minh, và nó không thể không được phát minh. Tôi không nghĩ vũ khí hạt nhân là cần thiết để kết thúc nhanh chóng chiến tranh thế giới thứ hai.
Các học giả Nhật Bản giờ đây gần như nhất trí khi nói rằng không phải Hiroshima và Nagasaki đã khiến họ quyết định chấm dứt cuộc chiến, mà đó là việc cùng thời gian đó người Nga đã tham chiến. Đó là yếu tố quyết định. Thành tựu vĩ đại duy nhất của vũ khí hạt nhân trong suy nghĩ của hầu hết mọi người là nó có thể kết thúc cuộc chiến thảm khốc kéo dài trên vùng đất rộng lớn của Nhật Bản, thậm chí còn biến mất khi đánh giá kỹ hơn. Liệu sức mạnh có sẵn này của con người có đem lại một cuộc chiến tự sát khác, thậm chí còn khủng khiếp hơn cho chúng ta? Hay nó được tạo ra để có thể loại bỏ chiến tranh và mở ra một chương tiến bộ mới của lịch sử, thời đại nguyên tử? Những vũ khí được sử dụng để chấm dứt chiến tranh lạnh với Nhật Bản đã đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc xung đột mới. Đó là cuộc xung đột mà những số tiền khổng lồ sẽ được chi cho vũ khí. Cuộc xung đột đó sẽ kéo dài gần 50 năm. Và nếu nó vẫn leo thang, nó sẽ đánh dấu sự kết thúc của nền văn minh nhân loại. Đó là chiến tranh lạnh. Đây là chương trình Movieton đang hân hoan cùng quý vị trong tập phim Victory. 3 tháng trước đó ở châu Âu, ngày lễ chiến thắng. Chiến thắng phát xít Đức. Thủ lĩnh tàn bạo của quốc xã Adolf Hitler đã chết. 6 năm đau khổ khủng khiếp đã kết thúc. Chiến tranh thế giới thứ hai đã gần kết thúc. Khi châu Âu đã im tiếng súng, một cuộc họp đã diễn ra ở Mỹ nhằm đảm bảo một cuộc chiến như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tại San Francisco, nơi 50 quốc gia đã làm việc trong 8 tuần để đưa ra một hiến chương mà tương lai của hòa bình thế giới sẽ phụ thuộc vào đó. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là kêu gọi bỏ phiếu phê chuẩn hiến chương của Liên Hợp Quốc. Tiến sĩ Wellington Khu là người đầu tiên đã đặt bút ký cho Trung Quốc. Sau đó, lần lượt tất cả các quốc gia có đại diện tại San Francisco đã ký vào bản hiến chương về tự do và hòa bình. Cấu trúc mới của nền hòa bình đang được hình thành trên nền tảng vững chắc. Chúng ta hãy nắm bắt cơ hội tối cao này để thiết lập nên một quy tắc chung trên toàn thế giới, để tạo ra một nền hòa bình lâu dài dưới sự dẫn dắt của Chúa. Liên Hợp Quốc ra đời, 50 quốc gia ký hiến chương, Nga tham gia cam kết vì hòa bình thế giới. Bất chấp những lo ngại về tương lai, đó là khoảnh khắc của sự lạc quan tuyệt vời. Những người đàn ông và phụ nữ được lựa chọn để đại diện cho đại đa số nhân loại trong nỗ lực mới nhằm mang lại cuộc sống an toàn cho những công dân bình thường trên toàn cầu. Trong nỗi sợ ảo tưởng tan vỡ, một số người có thể nghĩ rằng một nhiệm vụ như vậy là bất khả thi, nhưng nếu có thiện chí thì tất nhiên là không gì không thể. Hai bước ngoặt trong lịch sử tạo nên chiến tranh lạnh. Bom nguyên tử là một. Mối đe dọa thứ hai sẽ bắt đầu cuộc chiến tranh hạt nhân khác trên toàn thế giới. Chủ nghĩa cộng sản dựa trên niềm tin rằng con người quá yếu đuối và kém cỏi đến mức không thể tự quản lý mình, và do đó cần có các quy tắc của những ông chủ mạnh mẽ. Chủ nghĩa cộng sản, một hình thức chính phủ cách mạng ở Nga từ năm 1917. Quảng trường đỏ ở Moscow là địa điểm rộng rãi và ấn tượng cho các cuộc duyệt binh mừng chiến thắng đầu tiên của Học quân.
Chiến tranh lạnh thực sự là cuộc đối đầu giữa hai hệ tư tưởng, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản. Đơn giản là như vậy. Về lý thuyết, tôi nghĩ rằng chủ nghĩa cộng sản tốt hơn chế độ dân chủ phương Tây. Nhưng thật không may, như Winston Churchill đã nói, dân chủ là hình thức chính quyền tồi tệ nhất, ngoại trừ tất cả những hình thức chính phủ còn lại. Trong mắt các đồng minh phương Tây, Nga là một đối tác đáng nghi ngờ. Hệ tư tưởng cộng sản thì mâu thuẫn với chủ nghĩa tư bản. Nhà nước chuyên chính thì mâu thuẫn với nhà nước dân chủ kiểu phương Tây. Bạn được giáo dục ở trường để ghét phương Tây. Họ là những nhà tư bản to béo muốn chinh phục Liên Xô. Nước Nga được đổi tên là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết kể từ sau cuộc cách mạng, hiện được lãnh đạo bởi Joseph Stalin, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Đấy là vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản, là thiên tài của mọi thời đại. Hôm nay, Stalin tự hào quan sát các đơn vị hồng quân của lực lượng không quân bay qua thủ đô của Liên Xô. Stalin có những kế hoạch lớn cho chủ nghĩa cộng sản. Ông ấy đã có một động thái tại hội nghị Yalta trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Cung điện Livadia ở Yalta là nơi diễn ra hội nghị, một cung điện xa hoa, từng là nơi nghỉ của Sa Hoàng ở Crimea. Tại Yalta, kế hoạch để phân chia châu Âu giữa bốn cường quốc chiến thắng Anh, Mỹ, Pháp và Liên Xô đã được thực hiện. Nước Đức thời hậu chiến sẽ bị chia làm bốn phần. Phần phía đông sẽ do Liên Xô kiểm soát. Winston Churchill và Franklin Roosevelt thừa nhận rằng Đông Âu do Hồng quân Liên Xô giải phóng thuộc về phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô. Thật điên rồ, toàn bộ sự phân chia thế giới giữa các cường quốc ở Yalta khi họ gặp nhau là một tờ giấy nhỏ với những dòng chữ nguệch ngoạc trên đó ghi 70% Ba Lan của anh, 20% cho chúng tôi, và đó có phải là tất cả những gì bạn biết hay không? Vì vậy, bạn biết chúng tôi phải đến nơi cần đến. Tôi nghĩ nguyên nhân là vì bệnh tình của cựu Tổng thống Roosevelt và việc Tổng thống Truman lên nắm quyền khi cố gắng học cách đối phó với Stalin và Churchill, dẫn đến việc chấp nhận Đông Âu nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô. Cuộc bầu cử ở Ba Lan là một phép thử. Liên Xô cam kết một nền dân chủ tự do ở Ba Lan. Ở đấy đã có những sự tranh cãi và trì hoãn, và khi cuộc bầu cử cuối cùng được tổ chức, kết quả cuối cùng, một chính quyền chuyên chính kiểu Xô Viết đã được hình thành. Thống chế đỏ Tito thành lập nên nhà nước cộng sản ở Nam Tư. Toàn bộ chính phủ dân chủ của Thủ tướng Hungary Nazi được những người cộng sản thay thế. Có một cuộc bầu cử ở Hungary và những người cộng sản đã lên nắm quyền. Có thể Liên Xô đã đứng sau, yểm trợ cho lực lượng cộng sản ở Hungary giành chiến thắng. Lần lượt các quốc gia Đông Âu đều đi theo mô hình Xô Viết. Liên Xô đã giải phóng châu Âu khỏi ách phát xít. Và do đó chúng tôi giải phóng họ khỏi các nhà tư bản hoặc bất kỳ hình thức mơ hồ nào về việc họ là ai. Winston Churchill đặt tên cho đường ranh giới phân chia cộng sản Đông Âu với phương Tây. Từ Sten ở Baltic đến Trieste ở Adriatic, một bức màn sắt đã hạ xuống khắp lục địa. Tôi nghĩ bức màn sắt là một bất ngờ rất lớn, một bất ngờ rất khó chịu với người Tây Âu. Tôi nghĩ điều đó đã dẫn đến bài phát biểu nổi tiếng của Churchill để cảnh tỉnh người Mỹ rằng, bất chấp những cái giá đã phải trả và chiến thắng vĩ đại trong chiến tranh thế giới thứ hai, giờ đây dường như vẫn có một số người muốn gây thêm rắc rối để tạo ra một cuộc chiến tranh khác như một điểm mấu chốt, và quốc gia làm điều đó sẽ là Liên Xô. Mỹ cũng nỗ lực để gây ảnh hưởng ở châu Âu với kế hoạch Marshall.
Dự án hỗ trợ tài chính này bao gồm các nước thuộc khối Đông Âu cũng như Liên Xô. Nhưng dân chúng Mỹ với sự ảnh hưởng của tuyên truyền đã can thiệp. Ủy ban Lương thực Công dân ở Mỹ đã yêu cầu công chúng quyên góp phiếu lương thực thiết yếu. Chúng tôi, hàng nghìn người, già có, trẻ có, đã cho đi một cách hào phóng với mong muốn giúp đỡ những người bạn của chúng tôi ở nước ngoài. Chuyến tàu tình bạn, một ý tưởng được khơi dậy bởi một nhà báo từ Washington nhằm truyền cảm hứng cho sự hào phóng trên khắp nước Mỹ trong suốt cuộc hành trình xuyên lục địa. Ở khắp mọi nơi, những đám đông đã quay ra tán thành biểu hiện thiện chí và viện trợ thiết thực này của Mỹ cho các quốc gia ở Tây Âu. Ngoài sữa, hàng hóa đóng hộp và thực phẩm khác, tiền mặt cũng được quyên góp. Stockholm, California là một điểm dừng khác trên tuyến đường hữu nghị. Các chuyến tàu hỏa chạy trên tuyến đường này cũng hoàn toàn miễn phí. Con tàu đi từ miền này sang miền khác của nước Mỹ thu thập thực phẩm, nhiên liệu và quần áo đã dừng ở 40 điểm trên suốt quãng đường. Các tàu hàng mới chứa các nguồn cung cấp thiết yếu được ghép nối tại mỗi điểm dừng và đoàn tàu dự kiến sẽ đến New York 2 đợt, mỗi đợt có sức chứa 200 toa. Hàng hóa trị giá khoảng 40 triệu đô la được chuyển đến Pháp và phân phát khắp châu Âu để hỗ trợ cho kế hoạch Marshall. Nhưng Stalin đã cảnh giác với kế hoạch này của Mỹ trong khu vực mà ảnh hưởng của Liên Xô bao trùm. Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Molotov rời khỏi hội nghị, cáo buộc âm mưu của kế hoạch Marshall. Các hiệp ước giữa Tây và Đông trở thành một sự phân chia kinh tế. Đường phân chia của bức màn sắt giờ đây đã ngăn cách vào lĩnh vực kinh tế khi các đại diện của các quốc gia Tây Âu chạy theo kế hoạch Marshall và chống lại khối cộng sản do Liên Xô đứng đầu. Khi chúng tôi rời Litva, ban đầu bố mẹ tôi đã đến lãnh sự quán và xin phép rời đi. Và câu trả lời mà họ nhận được là nếu có thể ngăn những con chim, chúng tôi sẽ không cho chúng bay đi. Dây thép gai và tháp canh đã trở thành một phần thực tế của sự chia cắt. Chiến tranh lạnh đã bắt đầu. Mỹ tin rằng Stalin muốn gây ảnh hưởng ở châu Âu và Trung Quốc. Nỗi sợ hãi về một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba ngày càng tăng. Tổng thống Truman quyết định chế tạo thêm bom nguyên tử. Quả đầu tiên tiếp theo sẽ được thử nghiệm ở Thái Bình Dương trên một nhóm đảo san hô được gọi là Bikini. Trên hòn đảo, những tòa tháp khổng lồ đang được xây dựng để quan sát, chụp ảnh. Đây sẽ là vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên kể từ sau Hiroshima và Nagasaki. Đó là một thí nghiệm nguy hiểm. Không ai biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Quân đội Mỹ xác định các chi tiết về siêu vũ khí của họ sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Quả bom nguyên tử được chuyển lên chiếc máy bay B-29 sẽ chở nó đến đảo Bikini. Hình ảnh thoáng qua của vũ khí này cũng không được phép nhìn thấy. Quả bom được đặt tên là Jinda, theo tên một bộ phim Rita Hayworth. Đã đến lúc rồi. Nhiệm vụ Crossroad bắt đầu. Những người không có kính bảo vệ mắt khi quả bom nguyên tử thứ tư của thế giới rơi xuống. Sau ánh chớp khổng lồ, một đám mây lớn cao 7 dặm trên bầu trời, tất cả đều có thể tự đánh giá rằng
thế giới chắc chắn đang ở ngã ba đường. Quả bom thứ hai được thử nghiệm 2 tuần sau đó, lần này ở độ sâu 27 mét dưới nước. Còn 2 phút nữa, tiến sĩ Holloway sẽ chuyển công tắc đèn nhấp nháy. Quả bom này được đặt tên là Helen của đảo Bikini. 5, 4, 3, 2, 1, phóng! Bức xạ, khói, lửa, hơi nước, một mô hình sức mạnh không gì cưỡng lại được, được một người trong số nhiều quay phim ghi lại cho cả thế giới xem. Hàng nghìn tấn nước cuộn xoáy lên tạo nên một bức tranh tiêu biểu cho nguồn năng lượng khổng lồ được giải phóng. Mỹ và các đồng minh thân cận của họ đang sở hữu năng lực vũ khí dưới hình thức răn đe hạt nhân, rõ ràng là có ý nghĩa chiến lược. Hình ảnh một vụ nổ tương đương với 50.000 tấn thuốc nổ TNT. Các nhà khoa học tính toán nhiệt độ ở trung tâm của cơn bão nguyên tử là 100 triệu độ. Nhiệt độ được tạo ra sẽ làm tan chảy thép và bốc hơi bất cứ vật sống nào. Trong một thế giới phân cực, Mỹ đang có lợi thế rất lớn về quân sự. Sự gây hấn của phương Tây đang gia tăng sau bức màn sắt. Nhân viên Mỹ của một công ty dầu mỏ trốn khỏi Hungary. Chúng tôi bị cơ quan an ninh đưa xuống một nhà ga thành phố khá nổi tiếng. Và đôi khi bị thẩm vấn một cách không mấy dễ chịu. Và chúng tôi đã dành cả tuần tiếp theo ở đó. Trong bầu không khí chiến tranh lạnh căng thẳng, việc đi lại của các công dân ở cả hai khối đối địch thường bị hạn chế. Tình cảnh mới mẻ này so với cuộc sống trước đây, khi chưa quen, mọi người sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhiều người đã dùng tới những biện pháp hết sức cực đoan, như một người Séc đã dùng một chiếc xe tăng tự chế để di cư sang Bavaria. Anh này lái xe gần 60 km để đến biên giới cùng vợ và 2 con. Attempts to escape are daring and sometimes bizarre. This is the homemade tank used by a Czech mechanic to escape to Bavaria. Crashing through the electrified wire after a 30-mile drive to the frontier, he took his wife and 2 children with him, as well as a number of others who joined in his bold and successful bid for freedom. Thời đó, đó là một hành động đầy rủi ro khi cố gắng vượt qua biên giới giữa Đông và Tây. Và thời điểm đó vô cùng khó khăn và nguy hiểm vì biên giới bị đóng cửa bằng hàng rào điện, min, rất khó để vượt qua. Câu chuyện đầy kịch tính về 3 chiếc máy bay Séc vừa mới hạ cánh xuống Erding ở khu vực Mỹ trên nước Đức là một minh chứng nữa. Ông Kowski đây là người đã cất cánh từ sân bay Praha và là người đã ép máy bay hạ cánh xuống cái gọi là sân bay, mà đúng hơn là trên đường băng bên ngoài Praha. Mất khoảng 90 giây trước khi tất cả chúng tôi lên máy bay và cất cánh ngay lập tức. Khoảng 20 phút sau, chúng tôi đã vượt biên giới vào lãnh thổ Mỹ trên đất Đức. Some of the refugees from communism are more than they seem.
Ở Newark, New Jersey, có một công nhân nhà máy phát thanh đã trốn thoát sau bức màn sắt thực sự. Anh ta là Jonas Senyut, từng là thủ tướng của Litva. Ông cảm thấy thế nào về tất cả? Tôi cảm thấy thoải mái. Tôi tìm được những người bạn tốt. Tôi được ăn. Tôi rất hạnh phúc. Vì thiếu thông tin nên người phương Tây rất tò mò trước thế giới khép kín đằng sau bức màn sắt. Các báo cáo thì thổi phồng về mối nguy từ Liên Xô rằng đất nước này đang đào tạo những người trẻ cho chiến tranh. Cho con mắt của người phương Tây, cuộc sống ở phương Đông có vẻ khắc khổ. Thành phố cổ Belgrade, thủ đô của nước Nam Tư, thể hiện một bức tranh được quan tâm đặc biệt vì nó mang đến một cái nhìn thoáng qua về đất nước Đông Âu này, là tâm điểm trong con mắt của phương Tây. Từ những người nông dân đến đây để mua sắm, người ta lại nhớ lại những ấn tượng về những con người khỏe mạnh cường tráng những ngày mà Serbia còn là một quốc gia riêng biệt. Ở Berlin, cổng Brandenburg đánh dấu ranh giới giữa Đông Đức và Tây Đức. Việc quay phim bên ngoài bức màn sắt gần như đã không được cho phép. Đại lộ Unter den Linden, nổi tiếng một thời ở Berlin, đã có một diện mạo rất khác. Tên đường phố đã thay đổi kể từ khi Liên Xô tiếp quản phần này của thủ đô cũ của nước Đức. Liên Xô giải phóng Đông Âu với mục đích giúp đỡ, sau đó sẽ rút lui và sẽ không để lại những đội quân lớn nào ở đó. Thế nhưng tới năm 1947, Liên Xô đã không rời khỏi Đông Âu bởi vì quân Anh và Mỹ vẫn ở đó. Bắt chuyện dễ gây rủi ro với các nhà báo phương Tây, nhất là những người tác nghiệp mà không có sự cho phép của chính quyền. Được trả tự do sau hơn 2 năm trong nhà tù, ông Otis được đoàn tụ với vợ khi đến sân bay Idlewild, New York. Người ta nói rằng phần lớn là nhờ lời kêu gọi có tính chất cá nhân của người vợ, Bin. Ông có cho rằng người Séc có bất kỳ lý do nào để bắt giữ ông không? Điều đó không dễ nói. Rất phức tạp. Tôi sẽ cho anh biết những gì từ quan điểm của họ ở một số khía cạnh mà họ có. Các tiêu chuẩn ở đó rất khác. Họ nhìn mọi thứ theo một cách khác. Hầu hết mọi người ở phương Tây đều nhận được những thông tin tiêu cực về phương Đông qua bộ máy tuyên truyền. Nếu Liên Xô thực sự muốn hòa bình, họ có thể chứng minh điều đó bằng cách dỡ bỏ bức màn sắt và cho phép tự do trao đổi thông tin và ý tưởng. Thế vận hội mùa hè ở Helsinki bị rung chuyển bởi chiến tranh lạnh. Sự kiện này được thiết kế với mục đích gắn kết các quốc gia lại với nhau, nhưng điều đó đã bị vô hiệu. Helsinki, thủ đô của Phần Lan, chắc chắn là một thành phố đẹp và tất cả đã sẵn sàng cho các trận đấu khi chúng tôi chụp những bức ảnh này. Các vận động viên khối phía đông được tách biệt với các đối thủ phương Tây, cách đó khoảng 20 km, nơi tập trung các đội tuyển từ Liên Xô và các thành viên xã hội chủ nghĩa. Đây là người quản lý trại với một số vận động viên ở khắp mọi nơi đều có những dấu hiệu của bức màn sắt. Thế giới nhận ra rằng các ranh giới của chiến tranh lạnh sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Không phải tất cả mọi người ở Tây Âu đều chống lại chủ nghĩa cộng sản. Du kích ở Nam Âu tìm kiếm sự hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa. Họ được Liên Xô tài trợ. Ở Hy Lạp đã có một cuộc khủng hoảng. Nội chiến bùng phát. Quân đội chính phủ Hy Lạp cố gắng chấn áp các nhóm du kích cộng sản được các nước xã hội chủ nghĩa như Nam Tư, Albania, Bulgaria giúp đỡ. Chính phủ Hy Lạp tuyên bố rằng các nhóm này hầu hết được tài trợ và đào tạo bởi Nam Tư, rằng họ là khủng bố và cướp bóc, và trong số đó có những tên tội phạm khét tiếng.
Sự tồn tại của nhà nước Hy Lạp ngày nay đang bị đe dọa bởi các hoạt động khủng bố của hàng nghìn người có vũ trang. Hội đồng Bảo an xét xử vụ kiện của Hy Lạp, ông Tsadaris cáo buộc Nam Tư, Bulgari và Albany kích động cuộc nổi dậy của cánh tả. Mỹ đã nhận được lời kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp về tài chính và kinh tế từ chính phủ Hy Lạp. Hy Lạp phải có sự trợ giúp nếu muốn trở thành một nền dân chủ, tự lực và tự trọng. Người Mỹ không hứng thú muốn quay trở lại tham gia vào một cuộc chiến tranh, nhưng họ nhận ra nếu không giúp đỡ chính phủ Hy Lạp, người dân Hy Lạp sẽ lựa chọn đường lối của chủ nghĩa cộng sản. From the big country here, that the Greeks would go under and communism would spread even further. Vì vậy Mỹ đổ tiền, vũ khí và cố vấn để ngăn chặn sự lây lan của chủ nghĩa cộng sản. Các cuộc chiến ở Hy Lạp đã diễn ra liên tục kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc. Cha, tôi nghĩ có thể Liên Xô có căn cứ ở Địa Trung Hải và các cảng Hy Lạp. Khả năng Liên Xô triển khai sức mạnh vào Bắc Phi và Trung Đông sẽ cao hơn. Và đó là một lý do tại sao tôi nghĩ Mỹ đã cố gắng giúp chính phủ Hy Lạp. Ở Hy Lạp, với sự giúp đỡ của người Mỹ, chính phủ tiến hành trấn áp nhắm vào các căn cứ của du kích cộng sản. Hy Lạp là trường hợp đầu tiên trong chiến tranh lạnh khi một quốc gia nhỏ bị hai siêu cường gây ảnh hưởng. Đây là một cuộc chiến có tiếng súng trong chiến tranh lạnh đầu tiên. Mỹ chống lại Liên Xô, chủ nghĩa tư bản chống chủ nghĩa cộng sản. Trong cuộc nội chiến, bạn ở phe tả hay phe hữu? Những người ở phe tả lên núi ẩn náu và chiến đấu. Tôi sinh ra ở Sparta năm 1938. Chúng tôi sống trong sợ hãi. Cha tôi giữ vị trí trung lập. Ông không muốn dính líu với bất cứ bên nào. Nội chiến là một điều rất buồn và thực sự là một điều nguy hiểm, bởi vì bạn đấu tranh cho một ý tưởng. Bạn không đấu tranh cho cả đất nước của mình. Còn những người anh em có thể làm hại nhau. Những hình ảnh sau đây minh họa cho lời kể của ông về những gì diễn ra ở Macedonia. Những người tị nạn bị chính quyền ép di chuyển khỏi các khu vực miền núi, nơi được cho là địa bàn của du kích cộng sản và quân chính quy của Hy Lạp trên đường đến đó để vây bắt các nhóm du kích. Vào ngày 10 tháng 2, khoảng 600 người lính du kích cộng sản đã tấn công theo hướng Salonika. Hơn một nửa trong số đó đã hy sinh và khoảng 120 người bị bắt làm tù binh. Chúng tôi thường đi bộ đến trường. Một đồn cảnh sát ở rất gần trường của chúng tôi. Và khi đến cổng, tôi quay lại và thật kinh hoàng khi thấy những cái đầu bên ngoài đồn cảnh sát. Rất nhiều. Chỉ cần đi ra ngoài là sẽ thấy. Và tôi đã quá sợ hãi, không dám quay lại và nhìn. Họ thường làm vậy để khủng bố mọi người rằng nếu đi theo cánh tả thì điều đó sẽ xảy ra. To tell people, well, if you go with the left side, that's what's going to happen to you. Một số phụ nữ nằm trong số những người bị bắt, không ai trong số họ có vẻ ngoài khỏe mạnh. Sau khi bị vây bắt, họ bị diễu qua các đường phố của Salonika với sự hộ tống của binh lính chính phủ. Một ngày nọ, có rất nhiều tiếng ồn. Một chiếc xe tải dừng bên ngoài ngôi nhà và tôi rất tò mò nên đã đi ra ngoài xem. Và điều tôi nhớ mãi là một mái tóc tuyệt đẹp xõa ra từ phía sau xe tải. Nhưng có khoảng 3 thi thể ở đó. Lúc đó tôi không biết đó là những thi thể. Những người phụ nữ này có lẽ đã lên núi để giúp đỡ. Họ cũng có thể là người thân của du kích cộng sản. Bởi vì các quốc gia khác can thiệp nên tình hình hỗn loạn kéo dài một thời gian. Sự hỗn loạn kéo dài lâu hơn dự kiến và nó không công bằng. And they killed them.
because the other countries interfere, it creates chaotic situation, and it lasted for some time. It lasted for longer than it should have been, and it's unfair. Sau 4 năm, những người cộng sản ở Hy Lạp đã bị đánh bại. Người Hy Lạp có lẽ đã không thể tự mình giành chiến thắng trong cuộc nội chiến năm 1947. Phương Tây đã tìm cách ngăn không cho Stalin giành được một chỗ đứng chân vững chắc ở Nam Âu. Thành cổ 2.000 năm rưỡi tuổi là nhân chứng cho sự kết thúc của một cuộc chiến khác trong lịch sử lâu dài của nó. Các thủy thủ đã nhanh chóng đến thăm thành cổ, nơi họ được giải trí với các màn khiêu vũ của quân đội Hy Lạp. But the real fun came when the American visitors were asked to join in. Obviously, this Greek version of the Pele glide was a bit complicated for mere jitterbug fans to master all at once. Phong trào Cộng sản Thế giới cố gắng đạt kết quả tương tự ở Đông Á. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm và cảm thông của những người bạn Mỹ dành cho đất nước chúng tôi, Trung Quốc. Mỹ phải đối mặt với một quyết định rất khó khăn trong việc cố gắng ngăn Trung Quốc trở thành một nước cộng sản. Đã có một cuộc nội chiến diễn ra giữa các lực lượng cộng sản do Chủ tịch Mao Trạch Đông lãnh đạo và các nhà lãnh đạo Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch. Cuộc sống của những người dân thường Trung Quốc thật khổ sở và lạc hậu. Không khó để những người cộng sản thuyết phục được họ vào cuộc chiến chống lại chính quyền. Chỉ dùng sức người cùng sự động viên, cổ vũ để đơn độc kéo con thuyền ngược dòng, vượt gành. Những người cộng sản ở Nga và Trung Quốc có khả năng tuyên truyền thuyết phục và lôi kéo những người dân, những người nông dân ở đất nước họ, những người dân nghèo, rằng họ đã bị lợi dụng, bị bóc lột, rằng những người giàu có tất cả tiền bạc, tất cả những danh vọng và quan lại đều là những người tham nhũng. Nếu những người cộng sản bắt giữ và bắn tất cả những kẻ có tiền, có tội, thì những người nông dân vốn đang bị đánh đập và hành hạ dã man, không còn gì để mất kia, như các bạn sẽ thấy, sẽ có tương lai của mình. Mỹ quyết tâm ngăn chặn một Trung Quốc cộng sản và hỗ trợ quân đội của Tưởng Giới Thạch. Trận chiến ở thành phố Tô Châu đã nổ ra. Cách thủ đô Nam Kinh chưa đầy 360 km, lực lượng Quốc dân đảng đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự thất bại. 400.000 người theo chủ nghĩa dân tộc được trang bị vũ khí của Mỹ và đại bác 155 ly đã mở một cuộc tấn công. Cũng giống như ở Hy Lạp, cuộc chiến ở Trung Quốc là cuộc đấu tranh giữa các siêu cường. Mỹ ủng hộ chính phủ quốc gia chống cộng và Liên Xô ủng hộ những người cộng sản. Cuộc bao vây thị trấn kéo dài một thời gian và gạo phải được tiếp viện bằng đường hàng không, máy bay gấp rút tiếp tế cho những người bảo vệ thành phố và đưa những người bị thương ra ngoài, mặc dù các báo cáo mới nhất cho biết 20.000 người bị thương vong cuối cùng đã bị loại bỏ trong cuộc tháo chạy. Tình hình quân sự theo quan điểm của Quốc dân đảng là rất nghiêm trọng. Họ cho rằng những người cộng sản được Liên Xô viện trợ, Hồng quân Trung Quốc bị bắt trong trận chiến, khai rằng họ đều được trang bị các thiết bị quân sự hiện đại từ Nga. Ngày nay, chủ nghĩa cộng sản đã quét qua nền văn minh cổ xưa này, từ thủ đô Bắc Kinh xuống đến sông Dương Tử và Nam Kinh. Thực ra tôi sinh ra ở Trung Quốc, Thượng Hải. Hệ thống dân chủ phương Tây không thể hoạt động ở Trung Quốc. Nếu nhìn vào lịch sử, bạn sẽ hiểu.
Ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Có lẽ một số người sẽ đưa ra lập luận rằng Trung Quốc với chủ nghĩa cộng sản sẽ tốt hơn là một nền dân chủ nhưng tham nhũng. Đây là điều gây tranh cãi. Tương nhiên về một nền dân chủ tham nhũng nhưng cố gắng trở nên ít tham nhũng hơn. Những năm tháng tôi ở Trung Quốc khi Mao Trạch Đông cầm quyền. Tất nhiên, đó là một chế độ chuyên chính. Người dân thường nói Mao chủ tịch muôn năm, yêu Trung Quốc hoặc yêu Đảng Cộng sản. Tất cả các bài hát, âm nhạc, sách giáo khoa, mọi thứ đều vậy. Đó là một cuộc sống đơn giản. Mối quan hệ giữa mọi người ấm áp hơn và ý thức đạo đức tốt hơn. Trong khi tấm bản đồ thế giới ngả sang màu đỏ ở phía đông, Liên Xô thực hiện một bước đi khác ngay tại trung tâm châu Âu. Nước Đức hậu chiến tranh thế giới thứ hai giờ là hai quốc gia khác nhau. Berlin, thủ đô cũ, bị cô lập ở phía đông nước Đức do Liên Xô kiểm soát. Cũng giống như nước Đức, thành phố được chia thành phía đông và phía tây. Sau khi Berlin bị tàn phá và chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các cường quốc chiến thắng đã thống nhất rằng thủ đô của Đức nên được chia thành các khu vực cho mục đích chiếm đóng của Anh, Mỹ, Pháp và Liên Xô. Để viện trợ cho Berlin, có ba hành lang trên đất liền được đảm bảo bởi hiệp ước và một hành lang đường sắt nối Magdeburg và Berlin. Nhưng Berlin cách tới hơn 200 km về phía bên trong khu vực mà Liên Xô kiểm soát. Họ muốn chúng tôi ra khỏi thành phố. Năm 1948, và thành phố bị khống chế. Tây Đức là một phần của nền kinh tế Tây Âu. Các đồng minh tung ra một loại tiền tệ mới củng cố sự nổi lên của Tây Đức với tư cách là một quốc gia độc lập. Liên Xô tìm cách đối phó. Stalin ra lệnh cho quân đội phong tỏa các con đường dẫn đến thủ đô của nước Đức và cuộc phong tỏa Berlin bắt đầu. Tôi đóng quân ở Đức khi cuộc không vận Berlin bắt đầu. Đây là một nỗ lực của Liên Xô nhằm buộc chúng tôi phải rời khỏi Berlin. Việc nguyên soái Sokolovsky tại Đức đóng cửa tất cả các dịch vụ vận tải giữa các khu vực và đó là con đường duy nhất để đưa chúng tôi ra khỏi thành phố, nhưng họ đã chặn tất cả các lối vào và lối ra, kể cả đường sắt, đường hàng không và đường cao tốc. Các xa lộ nổi tiếng vắng tanh và thậm chí giao thông trên kênh đào cũng bị đình trệ. Sự cứng rắn của Liên Xô đã được chứng minh rõ ràng trên khắp Đông Âu. Điều đó đã dẫn đến những tâm lý hoang mang ở Tây Berlin. Chỉ có một con đường mở đến thủ đô nước Đức đang bị bao vây là đường hàng không và tại các sân bay khu vực phía Tây, hàng viện trợ đã được chất lên các phương tiện vận tải. Chúng tôi, chính phủ Mỹ đã quyết định rõ ràng rằng chúng tôi sẽ viện trợ cho hàng triệu người qua đường hàng không và cuộc không vận đã bắt đầu. Những ngày đó, khả năng chuyên trở của máy bay rất hạn chế và chậm chạp, bắt đầu bằng việc máy bay chở than, nhiên liệu, thực phẩm, vật tư y tế, quần áo và bất cứ thứ gì có thể duy trì được cuộc sống bình thường cho người dân phía Tây Berlin. Sau một thời gian rất ngắn, người ta nhận ra rằng đó là không đủ. Cần phải nhanh chóng làm gì đó khi mùa đông đến gần. Lực lượng không quân Anh và Mỹ đã lập một kế hoạch. Để tăng số lần xuất kích, họ đã thiết lập một hệ thống. Theo đó, máy bay sẽ cất cánh từ phía tây nước Đức, bay theo hành lang, hạ cánh, dỡ hàng và cất cánh ngay lập tức. Họ có đủ nhiên liệu để quay trở lại. Chuyến bay dài hơn 300 km trên lãnh thổ do Liên Xô kiểm soát được thực hiện bởi các máy bay Anh và Đức hạ cách nhau chỉ khoảng 3 phút cả ngày lẫn đêm.
ước tính rằng 24 giờ của cuộc không vận tương đương với nỗ lực tổ chức thực hiện 1.000 cuộc tấn công bằng máy bay ném bom. Có lẽ đã có hàng trăm người Anh và Mỹ thiệt mạng, chủ yếu vì tai nạn hoặc thời tiết xấu hoặc hết nhiên liệu hoặc bất cứ điều gì. Người Mỹ và Anh đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Đây là chiếc máy bay Super Fox đầu tiên cập bến Scampton, Lincolnshire. Tổng cộng có hai nhóm bao gồm 60 chiếc máy bay B-29 hạng nhẹ đang trên đường đến. Mỗi máy bay chở theo một phi hành đoàn chính và một kíp dự phòng. Ngoài ra, một trong số họ đã mang theo một chú chó Pomeranian, một linh vật. Siêu pháo đài bay B-29 đã từng ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki. Các phi đội B-29 gửi sang Anh nằm trong tầm bắn của Moscow. Khi được hỏi về mục đích nhiệm vụ của họ, đại tá John Henry nói: "Mục đích chuyến bay của chúng tôi là một chuyến bay huấn luyện tầm xa. Chúng tôi không biết chính xác mình sẽ ở đây trong bao lâu. Chúng tôi sẽ ở đây trong một thời gian ngắn làm nhiệm vụ tạm thời. Mối đe dọa đối với Liên Xô là rõ ràng. Chúng tôi có quyền ở Berlin và chúng tôi dự định duy trì quyền đó. Tất nhiên, chúng ta có một tình huống ở Berlin mà bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến xấu xa trên quy mô toàn thế giới. Vụ việc đó có khả năng leo thang và vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó có thể là một cuộc đối đầu hạn chế hoặc có thể là một cuộc chiến tổng lực. Thế giới nín thở. Liệu người Mỹ có sử dụng vũ khí hạt nhân của họ? Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lúc đó phải đối mặt với một thử thách lớn nhất của mình. Câu hỏi về cuộc tranh chấp Berlin giữa Liên Xô và các cường quốc phương Tây. Ở Đông Berlin, những người cộng sản tổ chức biểu tình chống lại nguy cơ bị đánh bom. Với áp lực không ngừng, những người lính của phe cộng sản, những người lính Đông Đức diễu hành qua Potsdamer, hát bài ca căm thù các đế quốc phương Tây, đặc biệt nhắm vào Mỹ. Với việc tòa nhà Quốc hội bị tàn phá như một bước lùi, người dân Berlin một lần nữa tập hợp hơn 200.000 con người để nghe những lời trấn an rằng Berlin sẽ được giữ bằng mọi giá. Người dân Tây Berlin thì cần nguồn tiếp tế vận chuyển bằng máy bay từ phương Tây để tồn tại. Họ có kế hoạch tăng gấp đôi công suất của một số những sân bay chính của thành phố. Bản thân Tây Berlin, như mọi người đều biết, đang trong tình trạng đổ nát. Nhưng gần đây một khối lượng lớn gạch vụn có trong thành phố đã được tận dụng. Những người đàn ông và phụ nữ Đức đang làm việc để chất chúng lên xe tải, vận chuyển đến sân bay Gato, nơi ưu tiên xây dựng một đường băng mới. Chiếc Dakota đầu tiên cất cánh từ đường băng mới đã đánh dấu một bước tiến của phương Tây. Người Mỹ thấy rằng trẻ em không liên quan gì đến chiến tranh và rất nhiều máy bay đến đó có chở theo đồ ngọt, bánh kẹo trong buồng lái. Và khi chúng hạ cánh, những thứ này sẽ được ném ra ngoài cửa sổ máy bay để trẻ em Đức có thể nhặt được. Và rồi, không một dấu hiệu báo trước, ngày 12 tháng 5 năm 1949, cuộc phong tỏa Berlin kết thúc. Một trong những cuộc đối đầu khó khăn nhất trong chiến tranh lạnh đã được loại bỏ ít nhất là tạm thời khi lệnh phong tỏa được Liên Xô dỡ bỏ. Các phương tiện được xếp thẳng hàng chờ dỡ bỏ các rào cản. Stalin có thể nhận ra rằng phương Tây sẽ không nhượng bộ và tất cả chỉ dừng lại sau một đêm. Với việc mở những cánh cổng, một chương mới trong lịch sử sau chiến tranh bắt đầu mở ra trên con đường cao tốc của nước Đức.
thực phẩm và các nguồn cung cấp khác lại bắt đầu được vận chuyển vào thành phố. Cuộc không vận đã duy trì sự sống cho 3 triệu người. Không có quả bom nguyên tử nào được ném xuống. Cuộc khủng hoảng chiến tranh lạnh đầu tiên ở châu Âu đã kết thúc, nhưng nó chỉ là sự khởi đầu. Trong 40 năm tiếp theo, thế giới sẽ sống trong nỗi sợ hãi thường trực trước sự hủy diệt bởi vũ khí hạt nhân. Điểm nóng tiếp theo của chiến tranh lạnh, cả hai bên đều phát triển một loại vũ khí có sức công phá gấp hàng nghìn lần so với bom nguyên tử. Sóng xung kích của quả bom kinh khí đầu tiên trên thế giới lao về phía những người xem khi họ say mê ngắm một thứ chưa từng được xảy ra. Đó là một khả năng mà ngay cả chúng tôi, những người đã phát minh ra nó, cũng không thể đoán trước được. Bạn có cảm giác rằng nhân loại đang có nguy cơ bị hủy diệt. Đó là nền tảng của sự hủy diệt nghiễm nhiên, một cuộc chiến mới đưa thế giới đến bờ vực. Sự xâm nhập bất ngờ của 300.000 Hồng quân Trung Quốc qua biên giới Mãn Châu rất có thể dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ ba. Các nước phương Tây đoàn kết với nhau trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cộng sản. Nếu một quốc gia NATO bị tấn công, điều đó có nghĩa là tuyên chiến với toàn bộ NATO và không ai được an toàn. Người Nga sẽ lại sa lầy vào các kỹ thuật gián điệp dùng lại như bẫy mật ong, phụ nữ, tiền bạc và ma túy. Được trưng bày ở Moscow, thứ được cho là mảnh vỡ của máy bay do thám U-2. Và người ta sẽ quên nó, một thứ hoang tưởng, và tất cả những thứ đó là bởi vì đó là một bộ óc hoàn toàn khác.